Sau nhà xin chào các bác, em lên sóng con rửa bát TR3 ngôn của xẻ quá nhé. Một con máy lành bền, tính năng không khác gì những cái con máy đắt tiền. Máy rửa bát Nhật thì tất cả các cái dòng TR từ TR3 đến TR7 thì nó giống hệt nhau. Kích thước giống nhau, tính năng giống nhau, chất lượng cũng như nhau. Cho nên là kinh tế vừa phải, như thế nào để các bác mua theo cái tầm tiền đấy. Chứ không phải nghĩ rằng là TR7 hay là TR8 bền hơn TR3 hay là TR8 nhiều tính năng hơn đâu các bác nhé. Em nói sơ qua là như vậy. Chiều ngang của máy này đều là rộng 55. Chiều cao mở cánh ra, độn cả cánh lên các bác nhé, là cao 65. Đây. Con này nội thất khá là sạch sẽ đấy các bác này. TR3 mà còn rất là đẹp nhé. Phù hợp với kinh tế của tất cả các bác, lưng tôn nữa còn khá là ok. Chiếc này em bán là 3 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. TR3 Econavi. Hẹn giờ thời gian sấy 30-45-60 phút, có chức năng giữ khô bát đũa, chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ, rửa mạnh này, anh rửa nhiệt độ thấp, rửa nhanh, vệ sinh máy, đèn báo chu trình rửa, tắt nguồn, bật nguồn, bấm vàng là rửa thôi ạ. Rất là đơn giản thôi các bạn nhé. Mã số 1, máy khá đẹp đấy ạ, mặt mũi đã làm sạch sẽ trắng trẻo rồi. Hình thức mua bán bên em có đặt cọc trước 500 các bạn nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì cho nốt cho bên giao hàng. Chào các bạn.